Xin chào bạn, tôi Tú. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái ứng dụng màu vẽ bạn. Hồi trước tôi thấy người ta làm trên Vbox mà tôi không biết, giờ tôi mới hình dung lên nó cũng tương đối đơn giản bạn. Vẽ là sao? Ví dụ như giờ bạn cái trò game mà nó có nhiều màu á, nhiều trong nick chơi á, thì đây nó sẽ có tôi làm demo có hai màu thôi, màu đỏ hay là màu vàng đó. Ok ha. Thì mặc định ban đầu á là chúng ta đang có màu cái màu trắng, màu tương tự giống như là cái cây bút hay gì đó. Cái này bạn để cho nó trong suốt cũng được, mà tại tôi cố tình để màu trắng cho bạn thấy, cho bạn dễ thấy cái vòng tròn trắng á. Rồi tôi sẽ di chuyển cho bạn xem nè. Nãy giờ thì tao vẽ rồi, tự động nó sẽ ra cái màu như cái bút tao vẽ theo đó. Tao làm cái nét vẽ nó hơi lớn ha, nó bằng chỉnh nhỏ hơn, tại vì tôi làm biến chỉnh tao để nguyên luôn đó, thấy chưa. Còn khi mà tao chạm vô cái bút màu đỏ thì nó sẽ là vẽ ra cái nét màu đỏ như vậy. Rồi sẽ chọn là màu vàng thì nó sẽ vẽ lên màu vàng. Bạn thấy thêm những màu khác cũng được, tùy bạn, màu xanh, màu hường hay đất, thêm khoảng 4 5 màu nó cho nít nó chơi nó vẽ đó. Thì làm bằng cái đó bằng cách nào bạn? Cái đó dễ lắm, bạn cứ hình dung bên tay trái nè. Thứ nhất đó, ta cần phải có cây bút ha. Giả sử như này là làm cây bút nè đó. Rồi cây bút đó thì nó sẽ có cái mực của cây bút, đây đây là mực của cây bút, tương ứng với đó là sẽ màu nó. Ví dụ như cây bút màu vàng nè thì mực màu vàng, cái bút màu đỏ thì nó sẽ có mực màu đỏ, thấy chưa. Rồi chứ đơn giản như thế bạn. Còn đây là hai cái nút bởi kích hoạt ha, nút màu đỏ màu vàng nè, hay là hai cái nút đó để kích hoạt nó, thấy dễ chưa. Rồi bạn có cái đủ yếu tố ha. Và bạn hình dung là ví dụ như mặc định ha, tôi reset lại, nhiều mặc định là chúng ta chưa làm gì hết. Thì mặc định cái cây bút ta giả sử như đang chọn là màu vàng ha, thì bạn nhìn là click vô cái bút màu vàng đây, đây nè, pen yellow nè. Rồi thì cái bút màu vàng chúng ta là sao bạn, mặc định nó là khi chúng ta chạm như nó là cái bút là một cái vòng tròn màu trắng nha. Rồi mặc định khi chúng ta chạm nó thì sao bạn, à, bị chạm nó thì nó sẽ là di chuyển theo hướng chúng ta set move, mà lưu ý cái trục x thì trục y, thì trục y thì đánh dấu dây để nó di chuyển ngược chiều. Rồi là xong, nó di chuyển được cái màu màu tròn màu trắng rồi theo hướng ta muốn x y. Rồi nhưng mà khi chúng ta di chuyển bạn làm sao nó ra mực, thì chúng ta sẽ liên kết với cái node timer, định nó thời gian là 0.05, nghĩa là rất là mau bạn, 0.05 rất là mau, thì nó sẽ sản sinh ra cái vòng tròn màu vàng giống như là mực vậy. Vòng tròn màu vàng đó chính là mực rồi bạn, chính là cái thằng này nè đó, vậy thôi bạn. Nhưng mà trong thời gian là 0.05 giây thì nó sẽ sản sinh ra một cái vòng tròn màu vàng, nếu mà chúng ta vẫn còn đang chạm ha, nếu chúng ta vẫn còn đang chạm cái này, như tôi ví dụ ha nè, còn tôi buông là tôi không chạm nữa thì nó không sản sinh ra đó, chỉ đơn giản như thế bạn. Và khi bạn rê nó sẽ tạo ra, chúng ta giống như chúng ta đang vẽ vậy đó, tôi buông ra thì nó không không sản sinh ra, nó không vẽ nữa. Ok chứ vậy đó bạn đó, chạm thì nó di chuyển, và khi nó di chuyển thì nó sẽ timer là cái nó định thời gian để nó sản sinh ra này đó. Thời gian là 0.05 giây, rất là mau các bạn, lưu ý 0.05 giây rất là mau. Rồi chỉ đơn giản thôi bạn, giờ làm sao để chuyển từ cái bút này qua cái bút kia. Rồi khi ta, ví dụ ta đang ở màu vàng á, ta nhấn chạm vô cái vòng màu đỏ này để kích hoạt là ta chạm thử. Rồi thì khi chúng ta chạm nó thì sao bạn, ví dụ như chúng ta nè, ví dụ như ta chạm vô cái nút màu đỏ đi thì dễ lắm, cái nút màu đỏ mà khi nó bị chạm thì nó sẽ gửi tin nhắn, tin nhắn bạn ghi cái chữ gì cũng được, ví dụ tôi ghi nhắn là red đi, à, tin nhắn là red đó, là đỏ ha. Thì khi nhờ gửi tin nhắn red cho cái gì bạn, cho cái bút màu vàng nè, ta đang đang dùng cái bút màu vàng đúng không, thì cái bút màu vàng đang nhận được tin nhắn red màu đỏ thì sao bạn, thì nó sẽ xóa nó đi và nó sẽ sản sinh ra cái cây bút màu màu đỏ, dễ đúng không. Ta đang ở cái bút màu vàng nè, khi nhận được tin nhắn red thì sao, nó sẽ xóa cái bút màu vàng đi và nó sẽ sản sinh ra cái bút màu đỏ đó. Cái bút màu đỏ là cái bút này nè bạn đó, thấy chưa. Thì khi đó là ta đang ở cái bút màu đỏ, ta viết bình thường và cũng làm ngược lại, ta đang sử dụng cái bút màu đỏ đúng không, và khi ta nhấn vô cái vòng tròn màu vàng này thì sao, thì cái vòng tròn màu vàng là cái nút kích hoạt nè, đây cái nút kích hoạt đây đó. Khi ta chạm vô cái màu vòng tròn màu vàng, cái nút kích hoạt thì nó sẽ gửi tin nhắn, là bị chạm nó sẽ gửi tin nhắn yellow, nghĩa là màu vàng đó. Chúng ta đang ở cái cây bút màu đỏ đúng không, này cái bút màu đỏ nè, và khi chúng ta nhận được tin nhắn yellow màu vàng á thì sao bạn, thì nó sẽ xóa cái bút màu đỏ đi và nó sẽ sản sinh ra cái bút màu vàng. Lưu ý ha, ta đang ở cây bút màu đỏ ha, khi ta nhận được tin nhắn nè thì nó sẽ sản sinh ra cây bút màu vàng, nó xóa cái bút màu đỏ đi và nó sản sinh ra cái bút màu vàng đó. Quy trình cứ hai cây ngược lại thôi, bạn phải làm thêm nhiều cây nữa thì bạn phải làm thêm nhiều trường hợp. Ví dụ ta thêm một cây màu xanh đi thì bạn phải nhắn tin nhắn là khi nhận được tin nhắn màu xanh, ví dụ vậy xanh, ví dụ xanh xanh dương đi, xanh dương ngập luôn thì ta sao bạn, thấy nó sẽ sinh ra cái bút màu xanh dương luôn. Bạn phải làm thêm tin nhắn là nhận thêm tin nhắn ngập luôn nữa, ví dụ vậy, bạn thấy chưa, nó rất là đơn giản thôi, ta làm được cái chuyện này rồi. Ok, cái thời gian này bạn cho nó càng nhỏ thì nó càng mịn, nó càng mịn, nó không bị, nếu bạn di chuyển nhanh thì nó sẽ bị răng cưa ha. Đó, em nhìn cái đường nè, do cái thời gian nó sinh ra, nhưng mà nhanh quá, thời gian nhỏ quá, bạn dù không biết không một nhỏ quá đi thì dễ làm giật máy nặng cái trò game ta, tại nó sản sinh ra nhiều cái vòng tròn nó trùng lên nhau. Rồi ok ha. Rồi còn cái độ lớn này bạn tự chỉnh ha, lớn nhỏ đó bạn tự làm cái nét vẽ nè.
ta chỉnh cái vòng tròn nó nhỏ thôi. Rồi còn cái trò này á, tôi làm thêm một cái trường hợp này, tại vì tôi muốn làm cái trò game cho con nít nó vẽ theo cái chữ cái á, thì nó tôi để gì này, tôi sửa lại cái này tí, tôi để cái điểm bắt đầu là bạn tôi để trùng với vị trí này, dù tôi muốn vẽ cái chữ C đi cho ví dụ ha. Rồi thì khi mà tôi vẽ là tôi di chuyển cái này nó, bây giờ làm cho nít nó vừa ý nó vẽ theo cái dòng này là chữ C nào đó, thì khi nó thì những cái u tam giác này bạn, nó chạm với cái mà vòng tròn ta thì sao bạn, nó làm tổn thương ta một máu này nè, tôi lấy ví dụ thôi là nếu nè, nếu những cái hình tam giác mà chạm với cái vòng tròn ta ha, chạm cái nét vào vòng đang vẽ này thì sao bạn, nó sẽ làm cho cái đối tượng chạm tổn thương một máu, mà ta đang vẽ là cái bút màu vàng nè bạn, ta sẽ cho bảy bảy cái hình tam giác là bảy bảy gì bạn, và cho cái vòng tròn ta là bảy máu ha, thì có bảy hình tam giác mỗi cái chạm với chúng ta thì sẽ làm ta tổn thương một máu, mà cái vòng tròn này chúng ta có bảy máu vậy thôi. Mỗi khi cái hình tam giác này nè nó chạm với cái hình tròn trắng ta thì nó sẽ biến mất và nó làm tổn thương chúng ta một máu, và chúng ta là cái vòng tròn trắng đó, nó sẽ có bảy máu đó. Khi chúng ta chạm đúng đủ 7 lần nè, đó ta đang chạm bao nhiêu lần rồi, 4 lần rồi đó, đây là 5 nè, đây là 6 nè, ta chạm cái nữa thì chúng ta sẽ biến mất, ta không điều khiển được nữa nè, 7 bây giờ nó sẽ biến mất. Để chúng ta vừa vẽ được cái chữ C đó để ta sản sinh ra cái mới, tại vì cái này ta muốn làm cho cái chữ A, nên ví dụ như tôi vừa vẽ xong cái chữ này đi thì tôi vẽ thêm một cái này nó thành để thành chữ A, tại chữ A nó hay nét vẽ là thấy không, nó khi nào nó hết máu là trường hợp của cái đầu tiên thì nó sẽ sinh ra tiếp tục cái thứ hai, ví dụ vậy. Tôi lấy ví dụ thôi, tại vì cái chỗ này tôi thật ra tôi thêm một cái chữ spawn anh nè, sản sinh ra nét vẽ thứ hai, cái này như là tôi vẽ không được hợp lý cho mấy, như tôi sắp xếp cho nó hợp lý tí bạn ha. Cái này giả sử như tôi sẽ làm sao ta, tôi sẽ cho thêm một cái chữ đây đi, rồi ok ha. Mà ví dụ đi thì này là 1 2 3 4 5 6 7 8 máu ha, ví dụ như cái này ta sẽ to tăng lên là 8 máu đi. Rồi để tôi sẽ chạm đúng 8 lần đó, là 8 cái hình tam giác đó, thì tôi mới biến mất tiêu cái này. Đây tôi đang vẽ cái chữ A ha, chữ A bao gồm là nguyên cái vòng tròn như thế này đó, rồi cái nét vẽ thứ hai của chữ A là gạch xuống để đưa cái móc ra, nó là chữ A, tại cái nét tôi để hơi dày hay khó nhìn đó, nhưng mà hình dung được chữ A đúng không. Rồi là cái công dụng mà tôi sắp làm cái ứng dụng cho nít mà nó học chữ đó, lớp 1 á. Rồi tôi kết thúc video này đi, tôi là Tú, để dẫn các bạn cho trang web www.fantu.com. Hẹn gặp lại các bạn.